Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay, lượng du khách đến Huế tăng đột biến. Lượng người đổ về các địa điểm tham quan vui chơi như Thuận An Biển Gọi, Lều Ẩm thực, Đà Nội Huế, Lăng Tẩm tăng cao. Công an thành phố Huế đã huy động lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra, phục vụ tốt nhu cầu đi lại vui chơi của bà con nhân dân. Để có được kết quả đó, ngay từ trước, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Với phương châm thức cho dân ngủ, gác cho dân yên, tạm gác niềm vui riêng, trong dịp lễ, Công an thành phố huy động 100% cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự cùng phương tiện kỹ thuật phối hợp với công an các phường xã trên địa bàn tổ chức tuần tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung xử lý các hành vi thường là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Đối với cán bộ chiến sĩ chưa được nghỉ lễ, Ban Chỉ huy Công an thành phố Huế sẽ sắp xếp bố trí nghỉ bù sau lễ. Trong 5 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông không xảy ra. Riêng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế phát hiện xử lý 203 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó vi phạm nồng độ cồn 120 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô, 150 mô tô. Tổng số tiền phạt ước tính hơn 700 triệu đồng.